Một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Một người này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một cách vi diệu. Người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của một người này các tỷ kheo là sự xuất hiện của mắt lớn, của đại minh, của đại quang, là sự xuất hiện thủ thắng của sự chứng ngộ vô ngại giải, là sự chứng đạt các giới và các giới sai biệt, là sự chứng ngộ minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả dự lưu, nhất lai, bất lai, à là hạn. Người ấy là ai? Này các tỳ kheo, chính là Như Lai bậc A La Hán. Đêm mùng 8 tháng 12 cũng là cái đêm mà cách đây 2615 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Tri ân Đức Thế Tôn, nếu Ngài không đắc đạo trong đêm nay thì chúng ta mãi mãi chẳng biết thế giới này nó thế nào. Ánh sáng Phật chiếu rõ cho chúng ta đi con đường này, một bước đi là đến an lạc, một bước đi là gần với hạnh phúc. Và ngay cái bước đường ấy, đặt chân lên con đường ấy là có hạnh phúc ngay liền. Tinh thần Phật thành đạo. Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát.